Mình chút xíu về phong cảnh bến đá nắng cháy này, buổi trưa quá nắng luôn. Đó, nổ máy chạy vô đó, máy nổ rồi đó. Nào qua đây em đứng đây, đứng đây ông tử nào mình đã tắt cho anh đó. Xí nghiệp đá. Bà đợi ôm, đây gọi là xí nghiệp đá bà đợi ôm. Đây cái lượng đá cung cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cần đá xây dựng, đá làm đường rồi là đều lấy ở đây hết. Đi dinh gần cái núi lên đó. Đó là cái núi này gọi là núi Bà Đại Ôm. Xí nghiệp đá khai thác mà cung cấp cho các tỉnh xa cũng gần. Vô chưa? Tới chưa? Đây. Quá nắng luôn. Đợi chiếc ghe vô tận lấy dán về làm nhà. Tới chưa, không chạy vô chưa? Nghĩ sao mà đậu ngay đó mà nó cùng đường thiệt chứ. Xe vô nè. Má tao chỉ gì tao nghi ổng là đang nói chiếc ghe chở cái dán vô. Mình kêu chạy thẳng vô dòm bên tay trái lấy xe tải. Sao một tấp vô đó mà bên tay phải mà hay thiệt chứ. Không chạy thẳng đi. Nó lấy lên dán chút xíu rồi đi rồi đâu có coi coi ổng sao. Nhái về tới vô luôn mà. Lần nhắn chút xíu đi đâu có độ lâu rồi không cho. Nổ xe meo rồi đó không trời, cột xuống không? Lá tay chưa? Ôi, con đá nó đủ mạng. Mẹ nó tắt được cột. Cũng được. Ăn quên. Chúng ta đang chạy tới nè. Sao đụng nó tấp vô đó mà nó cùng đường chứ. Cùng đường thấy người chậm nó mới cùng đường. Đá nắng này chắc là 39-40 độ C. Thấy rồi. Cái mình nắng nó nóng gì? Không khí còn hơi mát. Núi Cấm. Ờ, sư phụ ấy nè. Ở trong này tao mới cùng đường ở mày đó, sao cùng đường được nha sư phụ. Ở lưỡi đó đi. Dán lại vô tới. Chỗ cạn bây giờ cũng đây.
lấy cái đầu qua đó đó. Quấn, Quấn ơi, cao ông quá nè. Cao chạy cưa ngoài nè. Rồi. Không. Rồi. Có bình dán dán nguyên không ạ? Cái đố của ai? Cột lại thôi, nó trôi ra sao? Leo lên. Rồi. Quất. Chạy ra đây thằng leo lên này nó mới được.